Anh về nó quay qua đây nè. Đây. Em về khối lượng nhẹ và nặng cho mình luôn nha. Anh bé chết, khoan lọt em về rất là nhiều luôn nha. Hai màu, một màu đủ kiểu. Anh bé chết, khoan lọt em về đủ khối lượng, đủ size cho mình luôn nè. Mấy cái mẫu này thì tầm khoảng một cây hơn á mấy chị. Mấy cái mẫu nằm dưới đây nè, khoan lọt từ này đổ qua là tầm khoảng một cây hơn. Còn mẫu nhỏ đây thì tầm khoảng 5 5 chỉ rưỡi nha mấy chị nha. Đó, đây tầm khoảng 5 chỉ rưỡi nè. Cái này cũng tầm khoảng một cây hơn luôn. Mấy cái mẫu này em về rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Nó bao sáng, bao chiếu cho mấy chị. Ở ngoài nó còn đẹp hơn trong đây rất là nhiều luôn. Mấy chế nào mà có ưng mẫu nào thì nhắn tin cho em nha. Kim Lan Ngô đang xem. Xíu qua mùa mà ít người coi ta. Đây có mấy cái bạn lớn hơn nữa nè mấy chị. Đó, mấy cái này thì tầm khoảng 3 cây hơn nè. 3 cây hơn. Đây. Mấy cái mẫu này thì khối lượng nó sẽ nặng hơn xíu, tầm 3 cây hơn nè mấy chị. Đó mấy chế vào xem livestream cho em, cho em một lượt like và một lượt chia sẻ nha mấy chế nha. Đây. Có mấy cái mẫu này mới về cũng nhẹ vàng nè mấy chị. Mấy này tầm khoảng 4 chỉ một cái nè. Em về đủ kiểu luôn á, mà móc máy quá trời đẹp luôn. Ba chị mấy đến 4 chỉ một chiếc thôi. Đây, mấy cái này tầm khoảng 3 chỉ mấy đến 4 chỉ. Đây nè mấy chị, mấy bạn khoen lọt mẫu mới nè mấy chị nè. Đây, 3 chỉ mấy đến 4 chỉ một cam một chiếc thôi nha, rất là đẹp luôn. Đây nè mấy chị, mấy cái mẫu này tầm khoảng 3 chỉ mấy đến 4 chỉ đô lại một chiếc nè. Đây mấy cái bạn này là nó full hộp nè. Đây có một bạn mắc vừa full hộp vừa móc máy rất là đẹp luôn. Còn kiểu như mình không thích cái đó thì em có chữ thương hiệu cho mình luôn nè. Đó, vừa móc máy mà vừa có bản luôn. Thương hiệu rất là đẹp luôn nha. Còn đây là bản trơn nè mấy chị. Mấy cái mẫu này về rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Mấy cái chị mà nằm bữa khách có hỏi em á, mấy cái bản khoan lọt mà nhẹ nhẹ thì em đem về rất là nhiều luôn nè mấy chị. Tầm khoảng 3 chỉ mấy đến 4 chỉ một chiếc thôi, rất là đẹp luôn. Còn đây là đó, kiểu vừa móc máy mà có bản trơn cho mình luôn. Một nửa móc máy, một nửa có full đá nữa nè mấy chị. Khoan lọt đoạn này em về rất là nhiều kiểu luôn nha. Mấy chế là thích mấy cái bản khoan lọt này thì cứ nhắn tin cho em nha. Hay thích mẫu nào thì mình comment đây em báo giá cho mình luôn nha chị. Đây rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Tầm khoảng 3 chỉ mấy đến 4 chỉ rồi có một em à. Bị mờ rồi. Vô mạng á. Anh coi thử nó đó được không? Trên đây nó.
6 triệu chậm mà cái này trước cái như khoảng 1 phút 5 giây đó. Đây mấy chế ơi, coi có bị mờ mấy chế ơi. Đây bảng phân loại bên em về rất rất là nhiều luôn nha. Chế nào chút đơn cho đây cho em luôn. Đây phân loại đủ kiểu luôn. Lắc xích nó là mấy chơi. Lắc xích full hộp nè. Em có về được mấy cái mẫu lắc xích cho mấy chị nè. Vừa có bản full hộp với bản móc máy không nữa nè. Đây là mấy chế. Cái bản kiểu móc mắt xích nè. Này nó có phối ở trong, nó có chạm mấy cái kim tiền cho mình, nó rất là đẹp luôn. Khối lượng nó tầm 2,95 triệu nha mấy chị nha. Đây, cái mẫu này thành tiền là tầm khoảng 11,100 triệu á mấy chị. Mẫu lắc xích có ống kim tiền nè. Đây nè mấy chị nè, cái mẫu này nè, mẫu mắt xích nè, thành tiền tầm khoảng 11,700 triệu á mấy chị. Đây còn cái mẫu này thì nó có full đá nè. Cái mẫu này mắt xích nó có full đá nè, trước mấy chị hỏi em mấy mẫu này nhiều, bên em về rất là nhiều luôn nha. Mấy chế nào coi được cái livestream này của em thì ghé tiệm em hoặc inbox cho em nha, em ship tận nơi cho mình luôn á. Mẫu này khối lượng của nó tầm 2,5 triệu. Cái mẫu này thì nó sẽ nhẹ hơn xíu nè, 9,500 triệu nè mấy chị. Mẫu lắc xích mà nó có phối đá cho mình nè. Đây mẫu này thì tầm khoảng 9,500 triệu nha. Chế đầu chốt thì nhắn tin lên cho em nha, lắc xích có đá nè. Còn cái bản này thì nó là lắc xích kim tiền nha mấy chị, là 11,100 triệu nha. Còn đây em có một cái bản cũng lắc xích nữa nè, nhưng mà là nó sẽ nhỏ hơn lại một xíu, kiểu trơn hết luôn, nhỏ hơn lại chút, khối lượng tầm khoảng 2,42 triệu mấy chị. Thành tiền tầm khoảng 9,050 triệu nha mấy chị nha. Cái lắc xích bản nhỏ này nè, móc máy toàn bộ luôn, không có đá nè. Đó mấy chế nào thích lắc xích này nhắn tin cho em liền nha. Em chỉ về được một ít thôi nha mấy chị nha. Đó